Chào bạn Thi, sau khi cũng giống như các cô gái khác là cũng dùng một số kem này, vì da của bạn cũng một chút mụn đấy, nên là nó cứ bị lên bị xuống suốt luôn và nó đã làm cho cái vết máu cũng nổi đi, bởi vì là càng ngày mình dùng càng nhiều kem đấy thì nó sẽ không tốt. Sau một đợt điều trị thì hôm nay bạn Thi lên để tiếp tục điều trị thêm lần thứ hai để cho nó đẹp hơn đấy, thì bạn Thi có phát biểu như thế nào với nước da của mình trước và sau khi bạn sử dụng điều trị mụn hàng như vừa không ạ? Chào chị. Trước đây da của em thì là hay nổi mụn, lý do em xài mỹ phẩm có chất corticoid, da em bị mỏng, rất là nhạy cảm, là hay bị dưỡng là nổi mụn nhỏ 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 sần trên da. Thì sau khi em biết được chị Hằng thì em có đến đây điều trị, thì qua một lần điều trị thì em thấy da của em đã khỏe hẳn, sáng đều màu, không còn tình trạng mà da bị dưỡng nữa, mà mụn thì cũng không thấy lên nữa. Thế còn cái gân máu thì sao? Gân máu thì cũng không thấy luôn, giờ là da khỏe rồi đó. Mà sau đó em cũng chưa phải dùng đến bất kỳ là mỹ phẩm nào đúng không? Dạ không, em không dùng thẳng luôn. Hôm nay em lên đây nhá, chị sẽ làm lại khuôn mặt của em lần nữa cho nó đẹp và mịn. Hôm nay chỉ là làm đẹp và mịn thôi. Ngoài ra thì bạn cứ tiếp tục sử dụng những gì chị đã chỉ định nhé. Sau khi làm xong bạn không phải lệ thuộc vào kem phấn của bất cứ hãng nào kể cả của chị. Cảm ơn bạn nhé. Chào bạn, đây cho chị xem qua. Em ngẩng mặt lên, quay sang hai bên của chị vậy. Bên này nữa. Ok. Và bạn cảm thấy hài lòng chứ? Dạ, rất là hài lòng. Cảm ơn bạn. Và cảm ơn bạn với gia đình luôn đã mang cho mình hai quả dưa này, rất là nhiều ngao với ốc lên. Đúng qua nhé. Rất thương rồi.